Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có biết là tại sao mà bây giờ cái giới trẻ nó thất nghiệp nhiều hơn và nó dối trá hơn xưa không? Thì bây giờ chúng ta lấy cái tấm gương mà 8X gần nhất đi. Trước cái tuổi Gen Z là 9X thì bây giờ 8X đó là Hùng Thuận. Thì các bạn mà coi cái phim mà Đất Rừng Phương Nam thì chắc là mình đã nhớ cái vai diễn rất là dễ thương của cái thằng bé. Nè, thằng bé An, Hùng Thuận đóng. Trời, nó ngây thơ gì đâu á, mà nó bản lĩnh gì đâu á. Còn biết sao mà thằng An bây giờ nó lớn lên. À, nó bất an dễ sợ chứ không phải nó an tâm nữa. Bởi vì rằng là gần đây các bạn có coi thì Hùng Thuận có một cái phốt và anh cũng đã thừa nhận, đó là lấy một cái người phụ nữ già đó, nhìn giống như rằng là quan hệ cô cháu, hay không muốn nói hơn là quan hệ mẹ con. À, thì cái cô này là người Singapore, người Việt đó, nhưng mà ở bên Singapore. Thì nghe đâu rằng là Hùng Thuận là cặp lấy bà này năm 2021, rồi sau đó là bị phốt là lừa tiền. Nhưng mà Hùng Thuận lên bài đính chính, lên clip đính chính là đó, ở với cô này, rồi sau đó là thậm chí còn phải trả nợ cho cô này hết mấy trăm triệu, có giấy nợ này kia đàng hoàng. Thì người ta mới hỏi rằng là ủa, nếu mà coi như là vừa phải trả nợ rồi vừa phải chăm lo cho cái người đó, sao mà quen được cái cô lớn tuổi đó hay vậy, không lẽ gu mặn vậy? Thì một cái anh mà vừa là fan của kênh mà tôi cũng đã gặp ngoài đời, vừa là một phụ huynh của một học trò mà tôi từng dạy, thì anh là kỹ sư của khách sạn New World đó, cho nên rằng cái thời gian mà anh hay đi bảo trì cái công trình ở đó thì anh cũng có nghe là Hùng Thuận cặp với một má mì. À, mấy bạn nhân viên á, cũng nói là Hùng Thuận cặp với lại một trong những má mì của cái quán bar ở trong đó. Thì đào thì đẹp chứ má mì có bao giờ đẹp. Và quả thật là liên hệ với lại cái vụ việc này thì tôi mới thấy. Hồi xưa á, là bên vợ tôi thì có cái ông anh vợ họ hàng thôi, thì có quen cái con bé này. Thì cái con bé này ở trong xóm á, mẹ nó là thường xuyên đi qua đi lại bên Singapore và sau đó là lấy chồng ở bên Singapore. Thì bà này là má mì, thì bà thường xuyên rằng là bà về mà bà dắt gái qua luôn á, gái Việt Nam bà dắt qua Singapore đó làm gái ở bển nha. Đó thì sau đó tôi nhớ lại vụ này. Ê, hình như cái vụ Singapore này không biết hồi nào là cái bà vợ cũ Hùng Thuận là má mì ở Singapore luôn không, rồi lại khớp với lại cái tin là má mì ở trong New World nó. Trời, sao mà trùng hợp dữ vậy? Nè, thì ra rằng là lên mạng rồi lên báo chí thì nói rằng là mình có một cái thời gian cơ cực nghèo khổ cho nên là vợ bỏ đó, đến nỗi mà phải bán ốc để mà nuôi con. Hóa ra mới biết rằng đó phải là quán ốc lề đường đâu, nó là một cái quán ốc lớn mà cũng hùng với vài người bạn, rồi sau đó rằng là cũng vì cái thật gian trá hay sao đó mà cãi lộn rồi tan rã đó. Vì vậy mà có những người người ta vô bình luận, người ta nói đã từng tiếp xúc Hùng Thuận thì mới thấy rằng đây không phải là thằng bé An ngây thơ đó, cho nên rằng là rất là mưu mô, rất là coi như là tính toán. Thì sau khi mà cái phốt này lên thì hiện giờ là Hùng Thuận im re. À, chắc là để giống như để tránh, hèn chi rằng là có tiền để mở công ty bất động sản rồi này kia. À, đâu phải là từ mà năng lực và trí khôn đâu, thì ra là một trai bao. À, bán thân kiếm tiền, tức là bằng đủ mọi thủ đoạn để kiếm tiền đó. Thì chúng ta nhìn cái thế hệ mà 8X lấy qua cái tấm gương Hùng Thuận, nó đã dối trá đó, nó tạo một cái giống như một cái tấm gương vừa khó lên, nhưng sao ba xạo đùng cái tự nhiên giàu có. Rồi mới gần đây á, là Lọ Lem, con của Quyền Linh, con bé bị mạng xã hội nói rằng là giả tạo, là tại vì bây giờ bắt đầu dấn thân vào showbiz, ba thì tối ngày đi dép tổ ong, con thì xách cái túi cả trăm triệu. Thì người ta cũng, người vô bên vực ta nói ủa, nó có tiền, gia đình nó có tiền thì nó muốn mang túi gì kệ nó. Ừ thì cũng đúng, nhà người ta có tiền, người ta muốn mua gì kệ người ta, xen vô làm gì. Nhưng mà sau đó là cái đoạn phỏng vấn với lại Danh TV thì Lọ Lem nói vậy: ba biết con đi làm, hồi đó con cũng làm một số việc, làm người mẫu rồi này kia, con kiếm tiền đó, không chỉ lo cho cái việc học của bản thân
cái tiền học của bản thân mà còn để giúp đỡ các trẻ em v.v. Đó. Rồi kể cái từng cái thời mà cực khổ à, phải lao động chân tay làm nghề gì tôi quên rồi. Cái tự nhiên cái tôi nghe tới đó cái y sao giả tạo bay. Thứ nhất rằng là vợ của Quyền Linh là giàu từ trước khi lấy Quyền Linh, được gọi là một trong những là nữ doanh nhân thành công có rất nhiều tiền, và chính Quyền Linh cũng thừa nhận là vợ mình hồi đó rất là giàu, cho nên Quyền Linh khi mà tiếp xúc á thì cái cô này cũng rất là e ngại đó. Là giàu từ trước rồi nha, đó, giàu từ trước khi cưới, cho nên rằng là tới khi mà có hai đứa con gái, tôi nói thiệt chứ nó đi làm nhiều khi nó cực vì nó thích thôi chứ ha, rớt nước mắt tự nhiên cái tôi thấy nó giả giả làm sao. Thì với lại khi mà tôi nhìn cái nét mà nét đẹp hiền thục, nếu mà cái một người mà có cái nét đẹp hiền thục ha, nó có cái gì đó rất tự nhiên, còn bây giờ tôi lại thấy nó có một cái nét gì đó rất là giả tạo. Thì cái đứa mà hiền á mà giả tạo thì cái đứa đó rất là ác, cái tâm nó rất là ác, thà là nó giữ thẳng luôn đi, cái mặt nó giữ thẳng luôn, cái tính nó giữ thẳng, nó lên đá thẳng đó, thì mấy đứa đó có giữ chăng nữa, có ác chăng nữa, người ta biết đường, người ta né. Còn cái dòng mà cái bề ngoài lương thiện giống như Hùng Thuận và Lọ Lem, bề ngoài là lương thiện nè, nhưng cái tâm địa là dối trá, thì cái này là cực kỳ nguy hiểm đó. Thì tôi nói sơ qua về hai tấm gương đó. Rồi mới gần đây là gì, quán quân Olympia 2024 đó, Chu Ngọc Quang Vinh. Nói chung thì bây giờ dân mạng ném đá nó cũng tội nghiệp nó mới là một cái thằng bé mười mấy tuổi thôi đó, thì nó nói về cái nhân tướng với nhà, khi tôi nhìn cái hình thì nó có một cái nét giống như một số cái đứa học sinh giỏi mà tôi đã từng dạy, nó rất là ngạo mạn. Đang nói chung nha chứ không phải nói con bé này luôn, nó rất là ngạo mạn và nó cho rằng là bản thân nó có thể là biết hết mọi thứ rồi, và thậm chí nó giỏi hơn nhiều người lớn. Nó lộ ra cái mép, tức là nó không hổn nha, nó không hổn, nó vẫn là vâng dạ này kia, nhưng mà nó lộ cái nét kiêu căng rất là rõ đó. Thì thằng Quang Vinh này nếu mà ai không biết á thì nó cũng vô một cái rút kín với bạn bè thôi, nó chia sẻ nó thi quán quân là để gì, để nó có cơ hội đi nước ngoài, tại vì từ cấp 2 theo như nó tìm hiểu thì nó biết rằng là đây, nó biết là đảng chỉ là lừa gạt nhân dân thôi đó, cho nên rằng là do tiếp xúc với lại văn hóa phương Tây, tôi biết rằng là đảng là lừa gạt nhân dân, tôi cho nên đi thi Olympia để đi nước ngoài sống, tức là nó muốn giành giải thưởng để có cơ hội đi du học. Thì chính vì vậy mà cái câu nói này nó làm cho nhiều người yêu nước thật sự lẫn yêu nước giả tạo tức giận, và đặc biệt có những cái vui lắm vô chửi nhỏ này ha, chửi tan nát, chửi thề chửi bậy, nhiều cái mình đọc không vô luôn á. Thì nếu nói về cái việc mà lựa chọn thì đối với tôi rằng là nếu như nó muốn đi chứ cho nó đi đâu sao đâu, nó muốn đi nước ngoài cứ cho nó đi nước ngoài. À, cái đó là cái quyết định của nó, chẳng có gì mà gán ghép vô cái tội phản động hay này kia cả. Nè, còn nếu như mà nó quy chụp đó, đảng là lừa dối nhân dân, thì bây giờ là mình lấy ở cái coi như cái sự non nớt của một cái đứa trẻ mười mấy tuổi để mà mình uốn nắn nó. Tại vì tôi nói thẳng ra một điều mà cái đứa bé mà nó gọi là nó có tiếp xúc với lại văn hóa phương Tây là tôi biết ngay mấy ông nội mà cuồng tiếng Anh rồi. Rồi ha, cuồng tiếng Anh rồi tối ngày lên mạng chém gió với lại dân nước ngoài chẳng hạn. Tôi gặp mấy đứa mà giỏi heo bây giờ nó cũng nói chuyện như là người trên mây ấy, chứ không phải người trái đất. Ừ. Giống như nó học tiếng Anh là giống như nó là ông nội ta. Rồi nó cho nó cảm giác đó, ông nội ta nó bị thần thánh hóa mà. Đó. Thì tôi cũng mới nói vậy. Thứ nhất là cái tâm lý ngạo mạn.
Nhưng mà nếu mà gặp để trao đổi thì tôi cũng nói đôi khi á, nó quên, nó bình yên được ăn học là nhờ đất nước không có chiến tranh giống như Ukraine bây giờ. Hôm bữa tên lửa lạc vô cái tòa nhà dân chết mấy người. Cho nên rằng là nó được yên bình ăn học là bởi vì đất nước không có chiến tranh. Tôi không nói bình yên, nhưng mà trước mắt không có chiến tranh. Đó. Rồi cũng là do ba mẹ đã cho nó một cái môi trường để nó an tâm nó học. Chứ không phải sáng đi học rồi chiều đi bán vé số, hay là qua phụ bưng bê này kia, lau bàn quét dọn. Nó có một cái môi trường để nó chuyên tâm học. Cho nên nếu mà nói về như người lớn, có thể là có một vài, một nhóm gì đó là xấu xa, là tham nhũng. Nhưng mà không, mình không được quy chụp hết chữ đảng. Nếu mình quy chụp cái chữ đảng, tức là mình nói luôn cả bác Trọng, mình nói luôn cả bác Hồ. Đó. Vậy thì bác buồn lắm. Cho nên cái này là nó còn nhỏ, nó hơi quy chụp thôi, thì mình phải phân tách cho nó hiểu. Đó. Vậy thì đứa bé nó có cái suy nghĩ đó là bởi vì cái đám người lớn xung quanh nó, cái đám xính ngoại xung quanh nó, cô dì chú bác, thậm chí cả ba mẹ nó tối ngày nói là nước Mỹ đẹp thế này nọ. Đó. Thì ở đây tôi cũng nói cho các bạn nghe một cái câu chuyện xính ngoại vui lắm. Cái gia đình này, đây nè, tôi có chụp cái tấm hình nè, chờ xíu tôi kiếm nha. Tức là cái gia đình này, người nhà bị bệnh, phải mổ. Thì gia đình lúc đó là cũng suy nghĩ đưa ra nước ngoài mổ cho chắc cú. Đó. Đây. Bạn này viết. Thì gia đình đưa qua Mỹ. Thì phía bên bệnh viện bên Mỹ hứa là cam kết sẽ mời một bác sĩ giỏi nhất. Đó. Mời chuyên gia giỏi nhất để mổ. Cho nên gia đình cứ yên tâm. Cuối cùng tưởng chuyên gia giỏi nhất là ai? Mời phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Lương qua mổ. Qua bên Mỹ chữa cho an tâm. Mời bác sĩ Việt Nam qua Mỹ mổ. Đó. Cho nên bạn này vẫn chia sẻ cười chết gia đình xính ngoại. Thì chính vậy là nhiều khi á, thằng bé này nó ở trong một cái gia đình như vậy, cho nên nó bị ảnh hưởng. Thì tôi thấy rằng là cái trường hợp này mình giải thích được rồi, chứ mình không có nên thoá mạ nó, rồi chúc cho nó đi tù cái này kia, rồi chúc cho nó không được đi nước ngoài. Tôi thấy người lớn như vậy sân si quá. Thì chính vậy là gần đây người ta lại bới hình ảnh của Trần Thế Trung. Bạn này là quán quân năm 2019. Đó. Và đây là quán quân duy nhất là không đi nước ngoài. Thì Trần Thế Trung có một cái bài nói chuyện rất là dễ thương, chia sẻ về cái việc mình thi Olympia. Đây, đường lên đỉnh Olympia. Tức là nhiều người cho rằng là thi cái này có nghĩa rằng là giỏi lắm, thiên tài lắm. Nhưng bạn lại có một cái nghĩ khác. Olympia hay là kể cả học sinh giỏi quốc gia quốc tế, bất kỳ cuộc thi nào nó cũng chỉ là cuộc thi. Thì người chiến thắng cuộc thi đấy là người đáp ứng các điều kiện theo luật của cuộc thi đấy để giành chiến thắng. Chính bởi vì nó có tính thành tích cho nên mọi người sẽ mặc định coi những người chiến thắng cái cuộc thi đấy là kiểu nhân tài. Kể cả học sinh giỏi quốc gia, nó cũng chỉ chứng minh được khả năng của bạn với một đề, với một set kiểu problem nhất định. Bạn giải được cái set problem đấy thì bạn được giải. Không phủ nhận cái thành tích mà họ đạt được nha. Làm được những cái điều đấy thì cũng đã chứng minh rằng bạn có một năng lực nhất định, nhưng mà cũng không chứng minh được tất cả, rằng là tức là mình không thể gọi là gói gọn họ lại trong một từ như là nhân tài hay là thần đồng rồi là các thứ. Trần Thế Trung không muốn người ta gọi mình là thần đồng, cho nên là bạn này có một cái lựa chọn ở một cái thời điểm đó là sau khi bạn đạt được 35.000 đô giải thưởng đó và một suất đi học Úc, bạn từ chối và bạn chỉ lấy cái tiền thưởng này để chi? Bạn học RMIT. Bạn học RMIT. Và bạn trong cái chương trình phỏng vấn này bạn cũng nói hiện giờ cái người bạn gái á, là cái người giúp cho bạn quản lý tiền. Có nghĩa là khi bạn kiếm được quá nhiều tiền thì bạn có xu hướng chi tiêu nó hơi hoang phí, cho nên cái người bạn gái hiện nay là cản bạn lại, tức là giúp cho bạn không có mua xa xỉ, tiêu hoang. Đó, chứ con người ta học RMIT chứ tự nhiên không có cái báo chí vô. Thật đáng tiếc nha. Chính Trần Thế Trung cắt
cái bài báo này đưa lên trang cá nhân của mình trên Facebook. Nói hơi tục tiên xíu. Đó, thì trang này kêu thật đáng tiếc cho cuộc đời đó của bạn. Bạn trích xong bạn để câu đéo hiểu tiếc ở chỗ nào. Đó, chính chủ người ta không tiếc mà người ngoài đi tiếc dùm. Chính chủ người ta đâu có tiếc đâu. Đó, người ta có cái lý do để người ta ở lại. Thì khi mà tôi nghe cái đoạn phỏng vấn này, tôi nói đây mới là người thật sự là có tầm nhìn. Tức là cái cách bạn không thích người ta gọi bạn là thần đồng. Và bây giờ tôi vào cái trang của Trần Thế Trung, bạn chia sẻ cái việc học tiếng Trung của bạn ha, rồi những cái việc hàng ngày như là đánh cờ tướng, đánh cờ vua đó, mà không có bàn về những cái như rằng là chính trị xá lắc xá lơ gì đó ha. Bạn cũng lên mạng bạn nói coi làm giàu với ma, ghét Hoài Linh nè, bạn không làm gì. Bạn chỉ chia sẻ những việc bạn làm hàng ngày. Và đến nỗi mà một cái video, một cái clip trên TikTok mà bạn làm, nhóm của mình rất giỏi, tức là cái nhóm mà học chung với nhau và chơi với nhau ở trường chuyên Nghệ An, trời đất ơi, toàn đầu đại học thứ dữ không đó. Rồi mới gần đây là quán quân tuần 1 tại quán quân Olympia của tháng, thì Trần Thế Trung là quán quân toàn quốc năm 2019. Cho nên rằng là các bạn trong nhóm đều có một cái thành tích khủng riêng. Trời ơi, người giỏi ta chơi với người giỏi, học sinh giỏi chơi với học sinh giỏi ha. Đó, đôi bạn cùng tiến, tất cả cùng tiến lên. Người ta tiến lên, còn cái đám nhóc nhóc nhiều khi tiến lên nè, Ba Bích đi trước, nó tiến lên, nó chặt heo, Tứ Quý nó cũng tiến lên, đôi bạn cùng tiến, tiến lên ha. Kéo xì dách tiến lên. Thì ở đây tôi mới nói là điều là cái cách trả lời, cách suy nghĩ nó cho biết người này có phải là thật sự là một người thiên tài hay không. Đối với bản thân tôi thì nếu các bạn nói một cái người mà thông minh, tôi nói nha, cái thông minh giữa cái người mà nói hôm nay giống như bản thân tôi đi, hôm bữa tôi tư vấn cho một cái bạn học viên, thì bạn này mới nói thầy lanh quá, thầy không giống như giáo viên bình thường. Nhưng bạn nói, nhưng em nói thiệt nha, chắc thầy không làm cho ai được đâu. Tôi chưa, bạn này mới nha, chưa biết gì tôi hết. Tỷ có ngồi, tôi ngồi tư vấn khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ mà bạn đưa ra cái kết luận gì. Đó, tôi cũng thấy thú vị rồi. Thì lúc này bạn mới nói, người ta lùa này lùa nọ, còn với tính này chắc không làm được cái ai đâu. Tôi nghe xong vậy tôi nói đúng, đúng vậy. Tôi không làm được với ai nha, lộ không được. Nhưng mà tại sao bạn nói tôi lành? Tức là bình thường trong cái cuộc sống, trong giao tiếp, tôi không có ngại về cái việc mà nói chuyện, hay là việc quan hệ, hay là giống như đứng trước nói chuyện với đám đông vân vân. Tôi không ngại cái việc đó. Đó, cho nên khi mà mình ngồi nói chuyện, mình có thể cuốn hút được người khác. Đó là cái lanh, đó là cái tài ha, đó là cái mà sức thuyết phục. Nhưng mà khi mà bạn nói về một cái người mà lừa đảo, một cái người manh mún á, cái miệng nó cũng lanh, nhưng mình không có thứ, nó gọi là hai cái chuẩn mực khác nhau, chúng ta không đo lường được. Đó lý do mà các bạn nói rằng là bây giờ mình phải cố gắng đề phòng lừa đảo. Cái đầu của bọn lừa đảo nó mua trăm mua ngàn kế. Cũng một cái mô típ đó, một cái mô hình đó, một cái trường hợp đó, nó đã lừa và đăng báo. Nhưng bao nhiêu người vẫn mắc, là tại sao? Tại vì tụi nó cải biên, tụi nó thay đổi, cho nên nó lừa tinh vi. Người ta dùng từ tinh vi là các bạn hiểu. Cho nên tôi không gọi là cái này là cái thông minh nha. Các bạn phải cẩn thận, cái này không phải thông minh, mà là bởi vì cái đầu nó toàn là bu ma chứ quỷ. Ngày nào nó cũng ngồi để nghĩ mưu kế. Đó, cho nên nó lành nghề trong cái việc hãm hại người khác. Nó lành nghề trong cái việc tính toán. Nói thiệt chứ, các bạn ngồi tính mà làm ăn á, xin lỗi chứ các bạn không tính nhanh mà cái thằng cho vay nặng lãi. Tôi nói cái mấy cái thằng cho vay nó tính lãi còn hay hơn các bạn.
Chính nhà các bạn nói là ủa thằng cho vay thằng này giỏi toán, không phải, cái nghề kiếm sống của nó và nó làm cái đó nhiều, nó nghĩ đến nhiều, nó giỏi. Nhưng chúng ta không thể nói cái thằng tính mà cho vay nặng lãi ta, nó tính một phát rồi bây giờ mày vay 30 tuần mày trả tao nhiêu, tháng mày trả tao nhiêu, nói chuyện vanh vách vanh vách, nó bật ra con số. Không phải nó giỏi. Mấy thằng này mà cho đi làm toán, giải toán, không lẽ cho nó đi thi Olympic toán học đó. Hay là xin lỗi với các bạn mà ngồi mà các bạn đi ăn những cái quán ăn mà đông á, nhân viên nó nhìn bằng mắt, kêu tính điên em ơi, ra nhìn hai chén hủ tiếu, một dĩa bánh bò gì đó, rồi nó ngồi nhẩm 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 đi trà đá rồi mấy cái khăn đó, mấy trăm ngàn, trăm mấy, 200 ngàn, không tin ngồi cộng lại đi mấy bạn, không tin mấy bạn ngồi cộng lại, nó liếc qua cái bàn rồi nó ra con số. Không lẽ giờ nó nói thằng này nó nhanh hả, nhiều khi cho nó đi chơi ba cái chương trình mà gọi là đoán số đoán chữ thì cái đoán không ra, nhưng đó là cái nghề nó làm hàng ngày, thì đừng gọi cái này là thông minh đó. Cái trường hợp này nó khác. Mà cái người mà có thể đối nhân xử thế hài hòa trong bất kỳ một cái tình huống nào đó, người này cũng tạo ra cái sự thân thiện gần gũi với người khác đó, trong công việc cũng vậy, họ xử lý hiệu quả hơn đó mới là một cái người tài. Thì bản thân tôi thì tôi nói khi mà tôi nhìn Trần Thế Chung và tôi nghe những cái câu này, tôi cảm thấy anh này càng lúc càng hay. Còn cái đám người lớn vui lắm, cũng là cái Chu Ngọc Quang Vinh nó đăng lên cái clip mà Uber tài xế, thì một thằng nặc danh vô đăng ý là nói nhà nước của mình á, cái kiểu như rằng là nhỏ nói vậy thôi y như Bắc Triều Tiên nó. Thì mấy thằng mà phản động thì đương nhiên nó khoái mấy này lắm, nó vô. Thì tôi mới đọc xong, hôm đó tôi cũng đang rảnh, tự nhiên tôi ngứa tay cái bình luận gì, mình muốn nói gì á mình dùng cái nick thật, chứ bây giờ mình cứ dùng mấy cái nick giả nha. Nhiêu đó nó nói rằng là nó không sợ gạch đá, nó không sợ gì kia đâu đó, cái thằng đăng bài nó không sợ gạch đá, nó không sợ bị gì hết. Thì tôi nói xài ba nick giả không à, tôi đâu dám xài nick thật đó, tại vì sợ ra ngoài bị người ta làm thịt. Cái mấy thằng kia khác nhảy vô, thằng thì nhảy vô mày tao, thằng thì chửi đó, cái lờ này lờ kia, rồi có thằng kêu mày mới là thằng hèn. Trời ơi, tôi vô toàn là nick giả, có thằng thì khóa trang. Cái tôi mới nói có khi mình gặp nhau ngoài đời thì mình mới hiểu được người đó có hèn hay không, hay có bản lĩnh hay không, chứ bây giờ mà cứ khóa trang rồi xài nick giả không vậy thì sao biết nhau được đó. Tại vì tôi không thích cãi nhau trên mạng, cho nên tôi thấy ngu quá nói vài ba câu lóc nên luôn cho lẹ để nó khỏi thấy mình cũng thẳng thấy nó đó, vậy thôi. Hỏi thằng này nói Bác Hồ cũng xài cả 100 cái nick giả nó không phân biệt được là cái bút danh hay cái nghệ danh Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh là những cái mà bút danh nghệ danh khi bác viết báo, bác viết bài, nhưng mà người ta đọc ai không biết bác, ai không biết Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh là một, cả nước ngoài cả Pháp nó cũng biết điều đó đó, ai không biết. Cho nên thậm chí người ta hối lộ, nước ngoài nó hối lộ bác nha. Các bạn coi mà Madam Bình ngồi trước một cái cuộc đàm phán quốc tế mà ngồi mà nói chuyện với lại cái đám báo chí và chính khách của Pháp, nói bằng giọng tiếng Pháp, gương mặt ung dung, lời lẽ đanh thép Madam Bình, rồi lúc đó mình nghe mình nói để cực kỳ, sao mà người Việt mình đó mới gọi là nhân tài, đó mới là bản lĩnh, chứ không phải mấy thằng nít giả lên mạng chửi thề chửi bậy. Tự nhiên không mình đi coi Làm Giàu Với Ma rồi khen phim đó hay,
cái cả đám nó nhảy vô, người ta ghét Hoài Linh, đứa nào đi coi phim này là đứa đó là fan Hoài Linh ha, đó thích cái thằng ăn giật rồi này kia. Ủa tôi đi coi phim, ông Hoài Linh ông khác đóng tôi cũng coi vậy, tại tôi coi thì thấy nội dung hay nó vui hả, rồi xong đó tôi về tôi thấy vui thì tôi khen vui hả. Nó không liên quan đến yêu ghét ở đây cả đó. Và đối với những người mà người ta không đặt nặng vấn đề đó, người ta đi coi về người ta cũng chẳng thương Hoài Linh hơn, người ta đâu viết bài người ta ca ngợi Hoài Linh đâu, người ta nói phim vui, tôi về tôi cũng nói phim vui đó. Còn Trấn Thành hay Hoài Linh đóng không quan trọng, nó vẫn là một cái nhân vật phim. Vậy mà vì một cái bộ phim mà chửi nhau, mày thằng này thằng kia con kia, tôi đọc xong tôi nói hèn chi cái giới trẻ bây giờ nó ảnh hưởng, tại vì cái đám người lớn nó ăn nói như vậy, nó ăn nói như vậy hỏi sao đám nít nó không bị ảnh hưởng. Hôm nay nguyên mấy bữa nay nè, con cái đám nhóc học sinh nó kéo quán tôi, trời ơi chục đứa à, nó nghĩ sao mà toàn cấp 2 vô gặp tôi, vợ tôi kêu anh chị thôi chắc mình còn trẻ đẹp, cái tôi mới nói nó kêu anh chị tôi chỉnh lại thôi uống gì con, rồi tụi nó sau này tụi nó mới chuyển qua chú. Thì nhiều đứa tôi thấy cũng dễ thương, biết vâng biết dạ. Dù rằng nó vâng dạ tôi xong cái lát nữa nó ngồi chơi với bạn, nó chơi game lỡ ngồi nó ủ áo ngoẹ rồi cái lờ tùm đó. Nhưng mà sau đó tôi thấy cũng dễ thương. Thì có mấy thằng nhóc hôm nay mới có mấy thằng nhóc mới qua tướng lất sất à, nguyên đám vô đứng lất sất ở dầu, nói thẳng đi quận 10 có hai băng lớn nhất, hôm bữa thằng này mới chém thằng kia, tôi với nhân viên không nói gì hết. Cái lát nữa tụi nó về tôi mới nói với cái cậu mà bảo vệ, tại vì nó ở ngoài nó là dân phòng, nó nói mấy thằng nhóc này vui quá ha em à, thôi đúng tuổi trẻ chưa trải sự đời giờ này còn chém lộn. Cái thằng này mới nói trời, nó chưa thấy đó thầy, em nè hôm bữa em chở cái thằng kia chém mặt cũng trắng trẻo đẹp trai lắm, nó bị chém mà còn có dính chút xíu miếng da cái tay nó lặt lè vậy nè, cái em chở vô bệnh viện. Thì nói chung thì cái thằng này nó mình cũng chẳng quen biết nó, cho nên rằng là em chở vô bệnh viện không để nó đó. Còn thằng bạn em nè, thằng bạn em là đi chém nhau người ta bị chém đứt tay, em chở nó vô cấp cứu. Thầy biết đó, vô cấp cứu bác sĩ hỏi làm sao, nói là dạ đi chém nhau. Ổng may sống nó luôn, không chích thuốc tê gì đó. Em đứng nói mà ổng không chích thuốc tê gì luôn, ổng may sống nó luôn đó. Nó kêu đau quá đau quá, ông nói ừ đau đau thì lần sau đừng đi chém nhau đó. Chỗ em nói lúc đó em biết mấy ông bác sĩ mấy ông ghét mấy thằng mà chém nhau rồi vô bệnh viện, mấy ông làm cho nó biết vậy luôn, lần sau khỏi báo gia đình báo xã hội. Dân phòng người ta trách nhiệm, cho nên cái bạn này to bự đó, người ta giữ gìn trật tự, người ta giữ gìn trị an, người ta chứng kiến mấy cảnh đó. Còn đám nhóc đi học xong ra ngoài đi chém lộn, cho nên tôi với là này ngồi hai người nhìn không nó muốn nói gì, tại tụi nó chưa hiểu. Rồi hút thuốc như cái máy à, hút pha 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 pha. Thì các bạn nhìn có những trường hợp mình nhìn mình thấy tội, mình nghĩ không phải do tụi nó hư mà là do tụi nó bị ảnh hưởng mà tụi nó không biết đó. Thì chính vậy mà khi mà tôi nhìn đám người nhà lớn, trời ơi, nhiều thằng lớn tuổi là lên mạng chửi nhau chửi thề, trời tôi thấy thiệt tội cho đứa nào làm con của cái gia đình này. Thì khi mà các bạn biết bây giờ giới trẻ nó đi làm, nó làm cho người ta thì nó bị quản thúc này này kia, nó gò bó, nó đòi ra làm chủ. Theo như thống kê á, là từ đầu năm cho tới bây giờ
30.000 quán cà phê đóng cửa. Tại sao giới trẻ nó cứ khởi nghiệp là nó nghĩ đến mở quán cà phê? Thứ nhất, có chỗ để tụi nó tụ tập. Tức là nó nghĩ, ê, tao mở quán là tụi bay qua ủng hộ nha. Tức là nó có thể có cái lượng khách thường xuyên. Mấy chục thằng ngày nào cũng kéo qua quán ngồi ăn dầm nằm về. Nhỏ em tôi cũng vậy, nghĩ mở cái quán để cho cả đám tụ tập. Như các bạn biết rồi, tụi nó chỉ thích chơi ở những cái nơi riêng tư để nó hết mình, nó chửi thề chửi bậy. Còn khi mà ở nhà, nói chung có gia đình bạn, ba bạn, mẹ bạn gì đó, thì tụi nó cũng ngại. Cho nên nó thấy nó chơi không có thoải mái, hay là nó nói bậy không thoải mái. Riết là dần dần nó có qua, chứ nhỏ em tôi đâu. Chơi với mấy đứa mà du thủ thật tối ngày game, rồi chửi lộn với lộn gì đó. Cuối cùng giờ sao? Nguyên bầy thất nghiệp. Đó. Nguyên bầy thất nghiệp, mấy đứa bạn nó về lác đác mấy đứa qua toàn thất nghiệp, đi làm cho chỗ này chỗ nọ thời gian ấy cũng bị ta đuổi, tại vì làm đâu có tập trung đâu. Có một thằng đi làm đi giao thực phẩm giao hàng gì đó, tối ngày qua cắm bên quán ngồi chơi game với nhỏ em tôi, được thời gian sau nó sao công ty đuổi, nó đâu có sợ đâu, đuổi nó lại tiếp tục nó qua nó ngồi chơi đó. Cho nên tôi nhìn thấy những cái mà giới trẻ bây giờ nó cứ nghĩ rằng mở quán cà phê là dạng đó, là có bạn bè qua ủng hộ, nhưng dần dần rụng hết rồi sao làm biếng đó. Gia đình mà có tiền thì cho tiền thuê nhân viên, rồi tối ngày làm giống như ông bà chủ ngồi rung đùi à, nói chuyện đám bạn, còn nhân viên nó phải lau bàn. Thì mấy đứa sinh viên nào mà gia đình khó khăn á, thì tụi nó siêng lắm, nó xin đi làm phục vụ để nó kiếm thêm, nó trang trải cuộc sống. Thì mấy đứa có tiền á, thì thích làm chủ như cái đám này đấy. Cho nên rằng là tôi nhìn những cái quán cà phê mà có chủ trẻ mà dạng dân có tiền à, nhân viên nó làm không, còn tụi nó tối ngày ra quán để cho có mặt, nó để tụ tập, để cười, để giỡn, để chơi game, chứ đó nó đâu có thèm lau bàn lau ghế gì. Còn ở nhà nhỏ em tôi bán ế, nó thích nó bán, nó không thích thôi, nhân viên nó là mẹ tôi. Cho nên nhiều khi á, mình về nói ủa mẹ nó đâu rồi mà mẹ đứng mẹ lau quán nó vậy. Thời thì mẹ nó không có, nó còn ở trên, nó chưa ngủ dậy, nó bắt mẹ coi quán, thì mẹ coi sẵn thì mẹ lau nhà cho nó luôn, chứ ngồi không đâu làm gì. Rồi tôi lắc đầu, tôi hết nói nổi luôn. Đó, mẹ tôi là vậy. Thì khi mà tôi nhìn xong, cái vợ tôi nói hôm bữa cũng vậy, có hai con bé cũng học sinh, nó qua quán thì nó bị người ta quẹt xe, nó té, nó vô quán nó lấy bông băng thuốc đỏ ngồi bôi, nó bôi xong thì lúc mà tôi có mặt thì tôi thấy nó ừ nó chuyện tôi cũng lễ phép, dạ chú này kia dễ thương nha, nhỏ cũng trắng trẻo dễ thương. Cái lúc tôi quay đi, vợ tôi mới nói trời ơi, nó ngồi quán kìa à, nó thấy mấy thằng ngoài nó ngồi, tao tao mà ghi biển số xe nó lại, bữa nào tao canh tao đập chết mẹ nó. Đó, bả cũng đâu vừa gì. Cái tôi hỏi giờ được, ủa con đó hả? Tao lúc anh thấy nó đó, nó dễ thương, nói chuyện đàng hoàng mà. Trời ơi, bả cũng ra vẻ lắm á. Cái đó, ê, sao giống nghe? Sao giống em tôi vậy? Tối ngày đòi đòi ngồi trong nhà, đòi đập người này người kia không? Làm ăn không lo làm ăn, học không lo học à, lo lấy số không. Thì khi mà tôi nhìn cái đám trẻ xung quanh, nghe tôi nói hiểu luôn. Thì gần đây tôi nói các bạn vui lắm, có một bạn gửi thư gửi mail xin đi xin việc, tôi đang tuyển tư vấn viên, các bạn coi nó gửi cho tôi cái mail nè. Thì cái này là tôi cũng đã xóa bớt rồi, để tôi coi coi mới để đây đâu rồi đây nè. Nó gửi tôi cái mail, nó để đúng cái PDF à, cái sự lưu lịch của nó ở đây, tôi xóa bớt tên, nó không viết một chữ gì trong cái mail luôn, đúng nghĩa nó quăng cho tôi cái PDF rồi nó tự mở lên coi đi. Vô tốt nghiệp đại học nha, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ đó, rồi làm cũng làm tư vấn nè, làm bán hàng nè, rồi cũng trải qua mấy việc ở bộ. Mà không biết sao nó trải qua mấy việc rồi, chứ nó không phải là mới ra trường mà nó viết cho tôi cái mail vậy.
rồi tôi không biết luôn tôi tuyển nó làm sao nữa. Không một chữ dạ gửi, đây là hồ sơ em xin gửi, kính chào, không cần chào ai, quất cho con này chắc hôm nay thơm rồi. Hôm mà nó gửi này chắc nó cũng đang giận sếp nó, long thể bất an, cho nên rằng là nó giống như nó vứt tôi cái mèo, được hốt mày không được thôi, dạy dạng nó đó. Còn cái người nữa gửi mail, đúng là bạn này tốt nghiệp cao đẳng đó, lớn tuổi, nhưng mà bạn gửi, bạn biết bạn gửi một cái mail đàng hoàng, có kèm luôn cả chứng minh nhân dân, sổ lịch đầy đủ. Bây giờ tôi mới nói đây trình độ với thái độ nào hơn. Một người cao đẳng viết mail xin việc đàng hoàng, hồ sơ đầy đủ. Một người cấp trình độ đại học viết cho tôi một cái mail quăng đúng một cái PDF, thì lúc này là trình độ cao đẳng hơn đại học hay đại học hơn cao đẳng đó. Tôi nói thiệt, cao đẳng, bạn cao đẳng nhưng cái trình của bạn cao, trình đại học nhưng cái tư duy nó chỉ là cẳng đao, nó thua cả cao đẳng đó. Đây là thật nha, tôi không có chế nha. Hiện giờ tôi đang phân vân là không biết có kêu bạn này, không biết nên kêu bạn này đến phỏng vấn luôn nữa nè, tại tôi thấy cái mặt nó cũng xinh, có kinh nghiệm phục vụ luôn chứ, đi làm đủ nghề, có biết phục vụ luôn. Đang định kêu nó mà không biết sao mà mình thấy cứng cứng sao, kêu tới bữa nào mà sai nó, cái nó bữa nào nó đợp tôi nữa. Thì chính vậy nhiều bạn thích ra làm chủ lắm, chứ bạn không hình dung được làm chủ giống tôi nè, sáng nè hút rác nè thậm chí chó nó qua ỉa bậy trước quán, hút cứt luôn, hút cái chó chà toilet, mấy ông nội đi dép vô dẫm tanh bành, chà toilet đánh toilet đó. Chính vậy sáng nay tôi mới mắc cười, tại vì nay 5 tháng 9 đi khai giảng, thì sáng tôi phải qua sớm tại vợ tôi nhà, hai vợ chồng chia nhau, người đưa con đi chỗ này, người đi con đi chỗ kia, thì tôi đưa đứa hả con gái đầu tôi đi học 6 giờ mấy đưa xong rồi chạy qua quán cà phê mở quán luôn đó. Thì lúc mà 6 giờ mấy tôi chạy qua, tôi lau dọn quán đó, rồi lát nữa thì vợ tôi qua sau. Thì trong lúc mà tôi lau dọn quán, cái tôi nhìn lên, tôi thấy cái tư thế mình đứng lau quán, cái tôi mắc cười quá, tôi chụp lại tấm hình. Thì lúc mà 7 giờ mấy, đây, nhan sắc lúc 7 giờ mấy, rồi lát nữa đương nhiên tôi đi dự khai giảng, là tôi phải về tôi thay bộ vest mặc vô. Hả? Thì lúc mà tôi mặc vô, cái tôi nhờ cái bạn mà bảo vệ á, là bây giờ anh chị đi hết rồi, em ấy lại ở trong quán mình nha, ví dụ có khách này kia thì em cứ treo chị về, bà ở gần đây nè. Cái lát nữa thì có nhỏ mối, nó hay mua vào khoảng chừng 8 giờ sáng, thì tôi về tôi tắm rửa tôi thay đồ xong, cái tôi thấy bất an quá, cái tôi chạy qua tôi thấy bóng ông bảo vệ mất tiêu rồi, kêu em ở đâu. Cái ổng bọc từ ở đằng sau ổng chạy ra, dạ em nè, nói em đi pha nước hả, nói dạ chị Hoa kêu. Cái tôi nói đi ra, y bóc cái cục đá để lâu á, để trong cái thùng đá đá nó dính lại thành một cục, mấy cái đá bi á nó dính lại thành cục bự, ổng quất bỏ ly của người ta. Trời ơi, cái ly cà phê mà nó nghĩ sao nó đẩy cục đá đó vô rồi làm sao nó đánh. Cái tôi nhìn, tôi vô thấy cái ly là tôi mắc cười rồi. Nói hên quá, biết mà. Cái tôi pha cà phê luôn. Pha xong cái tôi bưng qua cho khách. Đó, thì tôi mặc nguyên bộ vest tôi bưng qua. Nhỏ bình thường nó quen tôi mặc quần là quần lửng, quần sọt áo thun rồi. Cái tự nhiên nhìn tôi, trời ơi, đi đâu đẹp trai vậy? Cái này đi sự kiện. Chắc nó nói bán cà phê đi sự kiện, chắc hội chợ cà phê. Cái mình leo xe đi, ông hủ tiếu ở gần quán vậy, bình thường không hay ăn không? Ông nhìn đây, ông hét lên, trời nay đi đâu đẹp trai vậy?
Chết rồi, người ta nhìn mình với cái nhan sắc mà cu ly quán cà phê quen rồi, giờ người ta nhìn vậy người ta hết hồn đó. Thì nhiều cái tôi nói các bạn làm chủ á, các bạn không hình dung ra, các bạn nghĩ làm chủ là phải long lanh lóng lánh lung linh, chứ đôi khi tôi nói làm chủ mình lao động vui lắm. Bản thân tôi thấy là mỗi sáng mà tôi dậy á, rồi tôi dọn quán dọn sạch sẽ lâu rồi xong đó ra tôi tự pha ly cà phê rồi tôi ngồi tôi nhâm nhi à, cái không khí buổi sáng nó dễ chịu lắm đó. Cho nên cái công sức mình lau nãy giờ mình dọn sạch sẽ xong đó, rồi sau đó mình ngồi mình tự hưởng ly cà phê nó đã gì đâu. Còn tôi không hiểu sao mà mấy ông bà chủ dậy thì dậy trễ cả, thậm chí có đứa như vậy đưa con đi học xong về nhà ngủ tiếp đó, mà nó gọi là lao động. Thì tôi nói các bạn nào mà lao động quen á, nay tôi đọc được những cái bài cũng hay lắm, chia sẻ cho mọi người luôn nghe. Những người mà trải qua giai đoạn mà tồi tệ của cuộc đời á và cuối cùng tự mình vượt qua đều có một cái đặc điểm chung vậy, đó là họ luôn tỏ ra lịch sự, thậm chí rất thân thiện với mọi người. Họ có thể nói chuyện và hòa đồng với bất kỳ ai, nhưng thực chất bên trong họ là sự lạnh lùng và vô cảm. Rất khó để ai có thể thực sự hiểu và đi sâu vào tâm hồn của họ. Họ luôn mang một cảm giác xa cách khó gần. Đó, những người có thể tự mình vượt qua được giai đoạn tồi tệ thường có quan điểm sống khác biệt với những người xung quanh. Ngay cả cha mẹ và thậm chí người bạn đời của họ cũng không thể đồng điệu được trong nhận thức và quan điểm sống. Chỉ có những người cùng trải nghiệm, những người từng trải qua giai đoạn tồi tệ và tự mình vươn lên mới có thể hiểu và chia sẻ cùng họ. Họ đã phải chịu đựng vô số đòn đánh và sự nhục nhã. Họ luôn giữ trong mình một ý chí mạnh mẽ không thể bị đánh bại. Cuối cùng, họ không còn quan tâm đến cảm xúc mà chỉ tập trung vào kết quả họ đạt được. Sự kiên định và ý chí mạnh mẽ giúp họ luôn tiến về phía trước. Những người này thường vững chắc và ổn định so với những người mà sinh ra đã có mọi thứ dễ dàng. Bởi họ biết rằng họ không có ai hỗ trợ phía sau. Họ hiểu rằng nếu họ thất bại, sau lưng họ chỉ là một vực thẳm. Đó lý do họ thường lạnh lùng. Đối với họ, cảm xúc và thái độ không quan trọng bằng việc sống, làm việc và kiếm tiền. Các bạn nghĩ sao về cái bài viết này? Cho nên khi mà tôi đọc, tôi nói đúng. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là sao mà ông Thiện này ông dễ nói chuyện dễ gần. Nhưng mà thiệt sự ra không phải lúc nào tôi cũng quan tâm đến mọi người đó. Hay là tôi muốn nói có những lúc tôi chỉ thiên về gia đình chứ tôi không rảnh để mà lo cho cả thiên hạ. Thì mới gần đây vậy, tôi nghĩ ngay cả các bạn mà vay nợ tôi vui lắm. Đây nó để cái câu che bớt mặt nha. Bạn để câu năng lượng tạo ra ngân lượng, người có giá trị luôn biết mình ở đâu. A đù mới vừa mở cái thông tin trên Zalo nó ra, thì hồi xưa nó làm cho tôi là tôi cũng biết, tức là nó làm giống như cái hệ thống đa cấp về chăm sóc sức khỏe, tối ngày lên mạng là đòi truyền năng lượng tích cực cho người khác, đòi chữa lành cho người khác không. Bạn này hay lắm, đòi chữa lành không. Thì lúc đó là tôi đã thấy nói chuyện là tôi đã thấy có cái mùi đa cấp rồi. Đó. Thì khi mà bạn mượn tiền tôi, bạn nói thầy ơi cho em mượn tiền mẹ bây giờ phải đi cấp cứu. Rồi bạn chụp hình, đây gửi tôi hình là mẹ đang phải truyền nước biển. Rồi nằm này kia. Thì tôi nói thiệt chứ trên đời này ai, tôi vẫn nghĩ người ta cỡ nào người ta mới mới lấy gia đình ra để vay tiền. Ok. Nhưng mà tới bây giờ hỏi em có chưa em trả tôi cái. Em re. Nhắn tới giờ luôn nguyên đống tin nhắn dài thòn. Alo, alo, em ơi. Im luôn. Rồi hiểu rồi. Hiểu. Ví dụ chưa có tiền thì mình cứ nói đúng không, không sao cả, nói dạ em chưa có, cho em thời gian, nó ok. Giống như tôi nợ ai, ai hỏi có tiền chứ, tôi nói thiệt chứ tôi kể cho anh ta, tức là tôi không phải tôi không muốn trả, như lỡ như lúc mà tôi cần trả
đang chuẩn bị đủ tiền cái sự cố nó nảy ra đó. Thì cái này tôi nói thiệt chứ nhiều khi mình không có nói được cái số phận của mình tới lúc mà nó đã dồn dập á là nó ra vậy, nhưng mình vẫn phải trả lời chứ mình không có trốn tránh người ta đó. Nhắn là tôi trả lời, gọi tôi trả lời đó. Thì nhiều khi mình nghĩ có những bạn nó nghĩ rằng là chắc giờ không đâu gặp lại nhau nha, người Long Thành người Sài Gòn mà dễ gì gặp nhau ha, xù luôn cũng làm gì được giờ, không lẽ giờ gặp nhau ngoài đường ê trả tôi tiền coi, thì cũng đáp là ê giờ chưa có tiền trả, không lẽ giờ quýnh đúng không, nó sẽ suy nghĩ vậy, không lẽ giờ tôi quýnh, trời đời nào ông này cũng quýnh nha, làm giáo dục mà ai đi quýnh đòi nợ quýnh cũng có đâu mà 2 triệu đáng đâu đòi. Cho nên rằng là cứ người 2 triệu, 10 người 20, 100 người là nó hốt được nhiêu tiền? 200 triệu. Tức là nó sẽ kể khổ mà nó đi gặp càng nhiều người nó hốt càng nhiều tiền. Thì số tiền lúc này nó không có nhỏ nha. Chứ đừng nghĩ rằng là người mất 1, 2 triệu, 2 triệu chắc là đâu thấm vào đâu. Thì tôi nói cuộc đời tôi gặp mấy người không ngờ là nó lấy luôn cả gia đình nó ra để nó đi vay nợ. Nhưng trong một cái buổi câu lạc bộ tôi có chia sẻ những người nào mà đã từng bị thất vọng á, thì thường là lần sau họ sẽ rất là ngại và rất là không muốn cho ai giúp đỡ ai hết. Nhưng đối với bản thân tôi, nếu bây giờ có người khác cũng nói rằng là gia đình mình đang có mẹ với bệnh, sợ không? Sợ. Sợ bị quật không? Sợ chứ. Ngại không? Ngại. Nhưng giúp không? Giúp. Tại giờ không giúp. Nhiều khi mình nghĩ có khi mình có thể cứu được một mạng người ha, cho nên thôi có bao nhiêu giúp bấy nhiêu, tức không phải mình ráng hết sức này kia không. Chẳng hạn như tôi nói tôi có 2 triệu giúp 2 triệu, hay là giờ tôi có 5 triệu nhưng mà tôi cần phải lo cho việc khác, tôi không thể giúp hết 5 triệu đâu, tôi giúp 2 triệu thôi đó. Tức là trong cái khả năng tốt nhất tôi có thể giúp đó. Còn chuyện nó lừa mình, nó tự tạo nghiệp. Cho nên tôi nghĩ vậy, nếu mà mình cứ nghi ngờ người khác rồi tới cuối cùng có người ta thật sự người ta cần giúp đỡ thì mình lại không giúp, thôi coi như là bị lừa kệ đó. Thì lúc mà tôi đọc xong cái bài tự lực này, nó là vô cảm không hẳn là vô cảm đâu, lạnh lùng không hẳn là lạnh lùng đâu, mà là nó lạnh lùng có chừng mực ha. Đó, nó sợ cũng có chừng mực thôi. Thì cái mà bây giờ tôi mong rằng ngay cả xã hội mình, người lớn người già hả, người trẻ người non nớt gì đó, đối với tôi thì bây giờ tôi thấy tuổi tác không quan trọng, tại vì nhiều đứa nó trẻ trâu giống nhau hả, đầu mối tiêu mà lên mạng rồi chửi thề rồi đòi đâm rồi chém. Tự nhiên cái tôi nhìn cái đám mà trội U30, 40, thậm chí 50, 60, trời sao giống mấy nhóc cấp 2 mười mấy tuổi. Qua quán tôi ghê cũng cũng ngồi đó, ngồi cái ủ áo quẹ rồi đòi đâm chém. Cái nhìn nó trời, tính ra mấy thằng già này nó không khác nhau, thằng 40, thằng 14 giống nhau. Thì tiếng Anh đọc cũng dần gần giống mà thằng 14, thằng 40. Nếu đọc mà đọc sai thì cái thằng 14, thằng 40 nhìn nó cũng giống nhau. Đúng không? Thằng 40, thằng 14 chơi với nhau được bộ. Đó, ngu như nhau. Cho nên cái xã hội Việt Nam thì tôi nói khi mà tôi nhìn nhiều bạn, tôi nói thiệt chứ không biết sao các bạn đẻ con được luôn, tại vì các bạn đâu có cách, đâu có đủ bản lĩnh để mà dạy con đâu mà các bạn đẻ hả. Âu cái xã hội nó đã như vậy. Nhiều khi người ta chán nản người ta đi nước ngoài, bởi vì người ta không phải người ta chán đảng mà người ta chán con người, chán hàng xóm, chán trên mạng, đó, chán đủ thứ cái chán. Nhưng nói chung là chán con người. Còn cái bọn con người thì nó tưởng đâu là do đảng gây ra, không? Đó. Thằng bàn chuyện sức khỏe, vô cái mày, vô cái tao nói chuyện sức khỏe cho mày nghe. À đù, thằng suy gan ngồi nói chuyện sức khỏe, thằng hút thuốc, nghiện nặng luôn, hút thuốc. Rồi ngồi nói chuyện
bụi ô nhiễm mày. Thành phố này nè, tỷ lệ ô nhiễm tăng. Tao nói thật chứ tao mà có tiền tao đi nước ngoài chứ tao không thể sống ở một cái môi trường ô nhiễm, về lụ đạn nấu thuốc nó thải ra rồi kia, nó là cái thằng gây ô nhiễm mà nó ngồi nó bàn chuyện ô nhiễm với tôi, có chịu nổi không hả? Thằng uống rượu suy gan ngồi nói chuyện sức khỏe, thằng hút thuốc rồi nó chịu ô nhiễm đó, thằng buôn lậu trốn thuế nói về giáo dục, nó nói về business. Cho nên nhiều khi mình gặp mình tiếp xúc xong mình nói thiệt chứ, ê, có khi nào mà tụi bay nói cái mà tụi bay làm được được không, chứ nó mâu thuẫn quá. Mình ngồi nghe xong cái thổi thào tao không biết mày đi, tao biết xong cái tự nhiên tao thấy nó cấn ghê luôn á. Việt Nam đỉnh là đỉnh cái chỗ đó, chửi người mà không bao giờ nó nhìn lại nó. Cho nên mấy bữa trước tôi nói vợ tôi, nói thiệt chứ dạo này lười đi gây sự lắm. Hồi xưa gây sự kêu thằng nào gây sự ngon quá trước mặt tao ngủ uống cà phê mày à, còn mấy bữa nhất người nữa, mấy hôm nay không dám nói ai, nó đánh chỗ nào cũng đau, đánh lại cho nên không gây ai. Còn giờ hồi phục ơi 80-90% rồi, chín mấy phần trăm luôn rồi, giờ đi cà khịa tiếp không sợ. Đó. Thôi cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại.